Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel Hoành Tình Retest. Rất là vui được gặp các bạn nha. Thằng này mình sẽ cùng các bạn đến với thứ nhất động, mình chỉ là 108 được Lê Văn Khương, khu 1 phường Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, để cập nhật giá điện thoại đến từ thương hiệu Xiaomi. Xiaomi thì hiện tại ngoài việc điện thoại thì còn bán hai dòng sản phẩm đồng hồ thông minh cũng là đồng hồ đeo tay nha các bạn. Và Xiaomi vừa cho ra mắt hai dòng sản phẩm trong phân khúc giá tầm trung, giá rẻ cực kỳ ngon. Và giá dự kiến của em nó là như thế nào? Và những dòng sản phẩm khác của Xiaomi hiện tại có giá như thế nào của tháng 5 này tại Thế Giới Động? Và dòng sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó chính là đồng hồ MiWatch, hiện tại là 3.490.000, giảm giá 400.000. Đây là chiếc đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu Xiaomi các bạn, thiết kế rất là mạnh mẽ với một tông màu đen và rất là nhiều tính năng kèm theo. Thì các bạn có thể đến hệ thống Thế Giới Động gần nhất, cửa hàng gần nhất để các bạn trải nghiệm nha. Và dòng sản phẩm điện thoại đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là Mi Note 10 128GB, giá tại 5.490.000, giảm giá 400.000 cộng trả góp 0%, với màn hình 6.43 inch, chip Snapdragon 6788 nhân, RAM 6GB 128GB, các loại pin là 5000, kèm sạc nhanh 33W, camera sau chính là 48, phụ là 8, 2 và 2. Thì lúc trước, những cái tháng trước mình quay cập nhật giá điện thoại thì các bạn kêu là có một số bạn comment cho mình kêu là sao đọc mà nhanh quá, đọc nhanh quá. Dạ bởi vì mình quay chậm á thì thời gian rất là nhiều. Các bạn thường các bạn không coi hết được, bình thường mình quay chủ yếu là mình quay giá rồi thông số kỹ thuật của máy thôi, rồi mình quay cái mặt lưng sau là các bạn chim cứ nghe nó thôi. Chứ nếu mình quay chi tiết hơn thì nó hơi dài một chút xíu, nhưng mà không sao, đó là câu view mà. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu câu view nha. Đó. Và các bạn ơi, dòng sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi đây, tay đua hiệu suất Xiaomi Redmi Note 10 5G, giá dự kiến là 6.190.000, hot sale từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, hỗ trợ trả góp 0% cộng giảm giá 400.000, tặng gói bảo hiểm reverse màn hình 6 tháng với màn hình 6.5 inch Full HD cộng chip MediaTek Dimensity 700 5G 8 nhân. Các bạn lại có thêm một sự lựa chọn rất là tuyệt vời với chiếc điện thoại 5G đến từ nhà Xiaomi mà giá dự kiến chỉ có 6 triệu mấy thôi nha các bạn, và đặc biệt là sử dụng một con chip cực kỳ mới Dimensity hỗ trợ 5G các bạn, thách thức với bộ nhớ tốc độ cao, bộ nhớ trong UF2.2 công nghệ NFC, sẽ có 3 màu các bạn lựa chọn, đó chính là xanh lá, xanh dương và màu trắng. Màn hình với tần số quét 90Hz, bộ 4 camera với camera chính là 48MP. Máy đã có sẵn tại cửa hàng Thế Giới Động nha, các bạn có thể đến để trải nghiệm. Đây các bạn ơi, mặt lưng sau nè. Và dòng sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là Xiaomi Redmi Note 10S, giá hiện tại là 6.790.000, hot sale từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, hỗ trợ trả góp 0% cộng giảm giá 500.000. Với màn hình 6.43 inch Full HD cộng chip MediaTek Helio G95 8 nhân, RAM 8GB với 128GB, các loại pin là 5000, kèm sạc nhanh 33W, camera chính là 64, phụ là 8, 2 và 2. Dòng sản phẩm này thì hiện tại đang gắn demo trên bàn trải nghiệm Xiaomi để các bạn có thể trải nghiệm nha. Giá này giá dự kiến thôi, thì giá chính thức sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 5, và các bạn sẽ được nhận hàng vào ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 các bạn. Xiaomi Redmi Note 10S, đây là dòng điện thoại mới luôn nha các bạn, mới luôn nha, được Xiaomi gọi là nhà du hành 64MP. Thiết kế mặt lưng sau cực kỳ đẹp với tông màu xanh trắng, rất là trẻ trung và năng động các bạn. Và dòng sản phẩm tiếp theo đó chính là Mi 11 Lite, siêu nhẹ, siêu mỏng, giá tại là 7.990.000, hỗ trợ trả góp 0%. Với màn hình 6.55 inch Full HD cộng Snapdragon 732G8 nhân, RAM 8GB với 128GB, trang bị viên pin là 4250mAh, có sạc nhanh. Được Xiaomi gọi Mi 11 Lite, được Xiaomi gọi là thiết kế nhẹ tựa lông hồng các bạn. Wow, đi kèm một con chip cực kỳ mạnh. Nếu các bạn trải nghiệm thực tế cũng như là những bạn nào đang mua dòng sản phẩm Xiaomi Mi 11 Lite này, các bạn sẽ thấy cực kỳ mỏng, cực kỳ nhẹ, và mặt lưng sau thì thiết kế ôi thôi bóng bẩy đẹp lắm các bạn. Các bạn có thể lấy mặt lưng sau của chiếc Xiaomi 11 Lite các bạn coi để nặng mụn luôn nha, rất là tuyệt vời. Lâu lắm rồi mình thấy một chiếc điện thoại mỏng, bởi vậy thì con này chỉ trang bị viên pin có 4000 mấy thôi các bạn.
Xiaomi Mi Note 10 Pro giá tại là 7.490.000, hỗ trợ trả góp 0% với màn hình 6,67 inch, chip Snapdragon 732G 8 nhân, RAM 8GB đến 128GB, trang bị pin là 5020 mAh, kèm sạc nhanh 33W. Nhà viễn du 108MP các bạn ơi. Với tần số quét màn hình lên tới 120Hz, tốc độ phản hồi cảm ứng là 240Hz. Nếu thực sự mà các bạn hỏi mình là dòng sản phẩm điện thoại nào mà hiện tại nói chung là hội tụ tất cả từ màn hình, chip, thiết kế và camera, thì lựa chọn đầu tiên của mình đó chính là Xiaomi các bạn. Xiaomi quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Xiaomi hiện tại có đầy đủ các phân khúc giá điện thoại, đầy đủ các phân khúc giá cho các bạn luôn, và mỗi một phân khúc giá sẽ có một thiết kế riêng kèm một sức mạnh riêng các bạn. Đây, màu vàng đồng, nhà viễn du. Tiếp theo là Mi 10T Pro, giá tại là 12.990.000, giảm giá 500.000, cộng bảo hiểm rơi với màn hình 6 tháng, cộng bảo hành 24 tháng 9 tháng, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Với màn hình 6,67 inch Full HD, cộng Snapdragon 8658 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, trang bị pin là 5000, kèm sạc nhanh. Ôi thôi rồi, 10T Pro này thì thực sự là cực kỳ ngon nha các bạn. Nói chung là trong phân khúc giá 12 đến 13 triệu thì hiện tại chưa có đối thủ luôn. Chưa có đối thủ luôn các bạn. Nói chung là nếu mà các bạn đem những sản phẩm của Xiaomi ra mà so sánh với những thương hiệu khác, như theo mình cảm nhận thôi nha, mình không có nhắc mấy cái thương hiệu khác ở đây, nhưng mà nếu mà mình cảm nhận thì mỗi một phân khúc giá Xiaomi sẽ có một chiếc điện thoại gọi là nổi bật các bạn. Đồng hồ Mi Band 6 giá tại là 1.290.000. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay nha các bạn, không phải là đồng hồ thông minh nha. Và dòng sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn là dòng sản phẩm đến từ Redmi Note 9, giá hiện tại là 4.990.000, với màn hình 6,53 inch Full HD cộng MediaTek Helio G858 nhân, RAM 4GB với 128GB, trang bị pin là 5020 mAh, có sạc nhanh, camera chính là 48, phụ là 8, 2 và 2, hiện tại đã được giảm giá 500.000 cộng trả góp 0%. Xiaomi Redmi 9T giá tại là 4.990.000, giảm giá 400.000 cộng trả góp 0%. Với màn hình 6,53 inch Full HD cộng Snapdragon 6628 nhân, RAM 6GB với 128GB, trang bị pin là 6000, có sạc nhanh. Mi Note 10 64GB giá tại là 4.690.000, giảm giá 200.000 cộng trả góp 0%. Với màn hình 6,43 inch chip Snapdragon 6788 nhân, RAM 4GB bộ nhớ 64GB, trang bị pin là 5000, kèm sạc nhanh 33W, camera chính là 48, phụ là 8, 2 và 2. Và cuối cùng là Xiaomi Redmi 9T, giá hiện tại là 3.990.000, giảm giá 200.000 cộng trả góp 0%. Với màn hình 6,53 inch Full HD cộng Snapdragon 6628 nhân, RAM 4GB bộ nhớ 64GB, trang bị pin là 6000, kèm sạc nhanh 18W. Sorry các bạn, vẫn còn một dòng sản phẩm nữa để mình cập nhật cho các bạn đây, đó chính là Redmi 9C, giá hiện tại là 2.390.000, giảm giá 300.000. Cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Thì mình vừa cùng các bạn đến với Thế Giới Động để cập nhật giá tất cả dòng sản phẩm điện thoại đến từ thương hiệu Xiaomi của tháng 5 này. Cảm ơn và xin tạm biệt.